Khi thành phố lên đèn, như thường lệ, Đại úy Lê Văn Hùng cùng các đồng đội quân phục chỉnh tề, nhận công cụ hỗ trợ như súng, dùi cui hay các vật dụng thiết yếu cho ca công tác. Càng về những tháng cuối năm thì tình hình an ninh trật tự luôn có những diễn biến phức tạp cùng với thủ đoạn tội phạm tinh vi hơn. Bởi vậy tinh thần chiến đấu trấn áp tội phạm luôn được tập trung cao độ trong mỗi ca tuần tra kiểm soát. Trung đoàn cảnh sát cơ động chúng tôi, nhất là lực lượng chiến đấu và tuần tra kiểm soát ban đêm, thì quyết tâm sẽ cố gắng đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhắc nhở đến toàn thể bà con chấp hành nghiêm luật lệ trật tự an toàn giao thông và để phục vụ cho bà con vui chơi trong ngày dịp lễ Tết, đảm bảo được vui vẻ và an toàn. Trong quá trình tuần tra, các tổ công tác sẽ tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính đối với các trường hợp có nghi vấn, kịp thời phát hiện những vi phạm ngay từ ban đầu, kịp thời trấn áp các đối tượng có ý định gây mất an ninh trật tự, nhất là số thanh thiếu niên tuổi đời còn trẻ thường hay tụ tập trên các tuyến phố thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, sau đó chạy thành đoàn, phóng tốc độ cao gây mất an toàn cho người đi đường. Bên cạnh đó, có không ít vụ tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy đã được lực lượng cảnh sát cơ động kịp thời phát hiện và bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển hoặc tiêu thụ. Với người chiến sĩ cảnh sát cơ động, những chuyến tuần tra xuyên màn đêm đã trở thành công việc thường nhật. Cũng bởi vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian qua đã tương đối ổn định. Song hoạt động của các đối tượng phạm tội còn nhiều diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thì đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho ban chỉ huy trung đoàn, xây dựng kế hoạch huấn luyện ngày, huấn luyện trong tuần, huấn luyện trong tháng và quý trong năm. Trọng tâm là công tác huấn luyện các động tác cơ bản, huấn luyện nâng cao, rồi tập các tình huống có sử dụng động vật nghiệp vụ như là giải tán đám đông, bắt cóc con tin, rồi thì phòng cháy cứu hộ cứu nạn. Theo nhận định tình hình, khi thủ đô chuẩn bị bước vào những ngày lễ lớn, gần nhất là dịp kỷ niệm giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10, nhiều sự kiện chính trị văn hóa sẽ được tổ chức trên địa bàn thành phố. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự sẽ được Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố tập trung tối đa, tăng cường thêm các tổ tuần tra ban đêm khép kín tại địa bàn, kịp thời ngăn ngừa các đối tượng có hành vi phạm tội, giữ vững bình yên cho thủ đô.